Trước em bị bệnh huyết áp thấp và rối loạn nhịp tim, nhịp tim thấp. Khi đến với chuyện của tăng rồi khi biết đến diễn trần thì em sử dụng biện pháp là trước tiên là lúc nào bị hồi hộp và nhịp tim tăng thì lý thường dẫn nắm bệnh để quân mình lại nhịp tim, và sau đó về sử dụng biện pháp là xoa mặt vào buổi sáng trước khi ngủ dậy và lăn quả cầu gai. Lăn quả cầu gai ở trên lòng bàn tay? Ở trong lòng bàn tay. À dạ. Ok. Quả lăn sừng. Quả lăn cầu gai sừng à? Ok, để thầy thầy đó để em lăn hướng dẫn mọi người thôi. Không cần gì. Có quả cầu gai đấy em chưa? Để em xoa quả cầu gai như nào? Để em xoa cho mọi người xem. Xoa khắp lòng bàn tay đúng không nào, và mềm tay đúng không nào, xoa cả lòng bàn tay, sau đó xoa ở bên cạnh bàn tay đúng không? Thì mỗi một buổi em xoa bao nhiêu vòng? Em xoa khoảng 3 đến 5 phút. 3 đến 5 phút đúng không nào, khoảng 200 vòng đúng không nào? Một ngày em xoa như vậy bao nhiêu lần? 2 lần. À 2 lần, sáng và tối à? Sáng và tối, sáng ngủ dậy là làm luôn. Ừ. Thế thì trước kia là tim của em nó huyết áp thấp? Trước kia là của em huyết áp thấp, tim thấp, tim có 49-50 thôi. Tim có 49 thôi. Vâng. Còn số trên? Số trên, chỉ số trên. Huyết áp số trên nhưng mà số huyết áp số trên là... Huyết áp thấp đúng không? 9 mấy. Ừ, 9 mấy rồi đúng không? Và nhịp tim chỉ có 49-50 đúng không? 49-50. Ừ, thế thì sau thời gian em xoa vào ngày mất bao nhiêu thời gian? Ấm huyết này thì mất khoảng 1 tháng. Ừ, bấm huyết 57 1 tháng. Còn xoa quả cầu gai. Xoa cầu gai thì cần 7 ngày. Xoa cầu gai 7 ngày nữa. Ok. Thì kiểm tra 3 ngày liền thì thấy nhịp tim và huyết áp lúc đói nó cũng nhịp tim cũng 76. À, tức là em xoa cầu gai này trong vòng mình đi làm về thì kiểm tra nhịp tim là như thế, và huyết áp là 113/87. À, tức là trước là huyết áp của em là 9 mấy này đúng không nào, và nhịp tim của em chỉ được có 49-50. Sau một tháng ấn huyệt 57 và sau 7 ngày em xoa quả cầu gai này thì huyết áp của em bây giờ em đo trong 3 ngày liên tiếp, kể cả trong lúc đói thì huyết áp số trên là 113 đúng không, huyết áp số dưới là 87 và nhịp tim của em bây giờ là bao nhiêu? Nhịp tim của em? Nhịp tim ạ? Ừ, nhịp tim em có đo nhịp tim không? Có. Ừ, là nhịp tim bây giờ là bao nhiêu? Nhịp tim là 76. À, nhịp tim bây giờ đã 76, tức là trước thì là 50, bây giờ nhịp tim đã 76. 76. Sau 7 ngày xoa cầu gai như thế này. Đơn giản và chưa dùng gì đến huyệt đúng không? Chưa dùng gì huyệt ạ. À, chỉ dùng dụng cụ này được. Chỉ có dùng mỗi xoa mỗi quả cầu gai. Để em giơ quả cầu gai cho mọi người xem. Đây là quả cầu gai của phương pháp diễn trần của Cơ Châu đúng không? Rồi thế thì rất là chúc mừng em. Thế em bị cái hiện tượng huyết áp thấp và nhịp tim thấp như vậy bao nhiêu năm rồi? Cái này thì em mới phát hiện. À, mới phát hiện. Đi khám tổng thể thì điện đồ tim người ta phát hiện. À, trong vòng bao lâu rồi? Phát hiện thì chỉ được tầm 2 tháng. 2 tháng. Do đó em làm cái này cái là em đo trong 3 ngày liên tiếp là chỉ số đã ổn. Chỉ số đã ổn. Ok, thì tốt quá rồi. Chúc mừng em nhé. Vâng. Thank you.